Xin chào các bạn, đây chính là những đôi chim cô gái Thái sinh sản của mình. Hôm nay mình mới đi mua thức ăn về thì mình làm clip chia sẻ cách mình trộn thức ăn cho chim cô gái Thái, làm sao để chim phát triển và sinh sản tốt. Loại thức ăn đầu tiên đó chính là hạt trộn. Đầu tiên, thành phần đầu tiên đó chính là lúa. Lúa sẽ giúp cho cô gái các bạn đi phân khô, sạch sẽ và tốt cho hệ tiêu hóa. Thành phần thứ hai đó chính là hạt bắp. Bắp sẽ giúp cho đôi cô gái của các bạn mập mạp hơn, không bị ốm. Các bạn có thể mua hạt bắp bể 4, bể 5. Các bạn đừng mua hạt bể 2, bể 3. Nó rất là to, chim cô gái sẽ cắp, nó bỏ một bên thì sẽ gây ra lãng phí nha các bạn. Thành phần thứ ba hạt trộn của mình đó chính là gạo lứt. Mình trộn là 7 kg lúa, 3 kg bắp, 2 kg gạo lứt. Tiếp theo là đó chính là hạt kê, 2 kg hạt kê. Hạt kê sẽ giúp cho đôi cô gái các bạn căng, tung, gáy nhiều. Thành phần tiếp theo của hạt trộn đó chính là mè đen. Mè đen sẽ giúp cho đôi cô gái của các bạn lông ống mượt. Thành phần kế tiếp của mình đó chính là một ít đậu xanh các bạn, đậu xanh còn vỏ nha các bạn. Đậu xanh sẽ rất có ích vào mùa mưa để cho chim không bị cúm nha các bạn. Thành phần kế tiếp của mình đó chính là hạt bo bo. Tùy vào khả năng của các bạn và tùy vào chỗ các bạn bán mà bạn có thể thêm một số cái hạt nhỏ nhỏ, càng đa dạng hạt càng tốt. Ví dụ như hạt kê vàng, kê đỏ, bo bo có bo bo đỏ. Mà đặc biệt có một loại hạt mà chim cô gái cực kỳ thích mà hiện tại thì mình không có, đó chính là hạt cỏ thái nha các bạn. Các bạn có thể trộn một ít 2 kg hạt cỏ thái vào cho chim ăn thì chim sẽ rất là sung và đầy đủ chất. Cái kinh nghiệm của mình khi trộn hạt đó chính là mình sẽ cho vào một ít bột nang mực. Đối với một số bạn nuôi dòng chim feed, chim manh manh 7 màu sắc ô thì yến phụng thì chắc khá là quen thuộc với cái nang mực. Nhưng đối với số bạn chơi cô gái thì có thể sẽ không biết. Bột nang mực có rất giàu canxi, nó sẽ cung cấp canxi cho chim cô gái. Các bạn có thể bỏ vào, các bạn trộn cho cái nang mực nó bám vào trong cái hạt. Thì khi cô gái nó ăn hạt á, thì nó sẽ ăn luôn cái nang mực này, thì nó sẽ giúp bổ sung canxi cho chim cô gái. Vì một năm nó đẻ rất là nhiều lứa mà cái khẩu phần ăn của các bạn không bổ sung đầy đủ canxi thì chim nó càng ngày nó càng nhỏ con, đẻ trứng thì càng ngày càng nhỏ, trứng non, đẻ ra trứng non, cái thành trứng nó nhỏ, nó mỏng, dễ vỡ. Ở đây thì mình mua loại dạng bột để mình trộn thức ăn cho nó dễ dàng hơn.
Đây chính là cái kinh nghiệm của mình khi mà mình trộn hạt. Đây chính là cái loại thức ăn đầu tiên của mình, đó chính là hạt trộn. Loại thức ăn thứ hai của mình đó chính là cám. Cám nó sẽ cung cấp các loại thuốc kháng sinh cần thiết cho chim mà trong cái hạt không có. Đặc biệt trong cái giai đoạn mà có chim non đó các bạn, chim non mới nở ra thì chim bố mẹ sẽ cho chim non ăn bằng sữa diều. Nhưng mà sau 3-4 ngày thì chim mẹ sẽ mớm thức ăn cho chim non. Nếu các bạn không bỏ cám vào thì chim bố mẹ sẽ mớm hạt, thì chim non rất là lâu lớn. Nếu bạn bỏ cám vào, chim bố mẹ ăn cám mớm cho con thì chim non nó cực kỳ là mau lớn và khỏe mạnh. Cám của mình cũng là cám trộn nha các bạn. Mình trộn với tỷ lệ là 50 cám gà con và 50 cám gà đẻ. Trong cám gà đẻ thì nó giàu canxi, kích thích đẻ sai, giúp chim mình đẻ sai hơn. Thứ hai là nó cung cấp đầy đủ các chất canxi để con chim cô gái sinh sản của mình nó không bị thiếu hụt canxi. Tương tự như hạt trộn thì đối với cám này thì mình cũng bỏ một ít bột năng mật vào, sau đó mình trộn lên. Thì chim cu gái khi mà nó ăn cám á, thì nó sẽ ăn luôn cái năng mật này, thì năng mật nó sẽ bổ sung canxi cho chim. Đây là loại thức ăn thứ hai của mình. Còn đây chính là loại thức ăn thứ ba của mình, đó chính là khoáng. Chim ăn khoáng cũng khá là nhiều các bạn. Khoáng thì các bạn có thể mua trên mạng hoặc cũng có thể các bạn tự làm bằng các tổ mối, tổ trùng, đất, cát xung quanh các bạn. Các bạn có thể tự chế biến theo cách của các bạn và thử coi chim cô gái của các bạn nó có ăn hay không. Thì mình tự cái này mình tự làm mà mình thấy nó ăn khá là nhiều. Mình cũng có trộn một ít bột năng mật vào, các bạn thấy nó có màu trắng trắng nha các bạn. Loại thức ăn thứ tư mà mình cho chim cu gái ăn chính là cát nha các bạn. Cát xây dựng. Trong chuồng sinh sản của mình thì mình bố trí là ở dưới chuồng còn là một lớp cát dày từ 5 đến 10 cm nha các bạn. Lớp cát này nó rất tốt, nó sẽ hút ẩm khi mà chim đi phân xuống, thì nó sẽ hút ẩm khô phân làm cho phân nó khô và nó không có mùi hôi. Đặc biệt là chim cu gái nó sẽ xuống đây và nó ăn những cái hạt cát nhỏ. Hạt cát nhỏ này nó sẽ giúp cho cái bao diều của nó tiêu hóa tốt, nghiền thức ăn trong cái bao diều của nó đó các bạn. Loại thức ăn thứ tư mà mình hay cho chim cu gái ăn đó chính là cát. Cát này chính là cát xây dựng nha các bạn. Lồng chim của mình, đây là lồng chim sinh sản của mình, cao 1,5 m. Thì ở dưới đáy của lồng lúc nào mình cũng có bố trí một lớp cát dày từ 5 đến 10 cm. Lớp cát này nó có chức năng là hút ẩm. Khi mà chim cu gái các bạn đi phân xuống thì nó sẽ hút làm cho phân khô, không có mùi hôi. Mình dễ dàng vệ sinh cái chuồng trại của mình hơn. Đặc biệt là chim cu gái khi mà các bạn thay lớp cát mới á, chim cu gái nó sẽ xuống và nó ăn những cái hạt cát nhỏ rất là nhiều, ăn cái hạt sạn á. Thì việc này làm cho cái bao diều của nó trộn thức ăn, nghiền thức ăn trong cái bao diều của nó, làm nó dễ dàng tiêu hóa hơn và nó có sẽ cũng cung cấp một số cái khoáng chất mà trong thức ăn mình cho ăn nó không có các bạn. Mình thấy nó cặp cô gái của nhà mình ăn rất là nhiều.
mà chim khá là khỏe nha các bạn. Thì các bạn nào chưa làm thì có thể áp dụng dùng thử để xem coi nó có kết quả không nha các bạn. Trên đây chính là những cái kinh nghiệm của mình khi nuôi cua gái Thái sinh sản. Nếu có thiếu sót gì thì mong các bạn đóng góp với phần bình luận. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn thấy video của mình hay, cho mình xin một like và một lượt đăng ký. Mình xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một mùa chim sinh sản và phát triển tốt. Xin chào các bạn.